Thấy nè, trên đồng hồ bạn đang có rất nhiều số, rất nhiều nhiều thang đo, rất nhiều số. Nhiều khi các bạn không biết, các bạn nhìn vào và hơi bị rối đúng không? Thật ra cũng khá đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay từ đây thôi. Đồng hồ bản năng trước ha. Đây, ví dụ mình thấy ở đây có chữ hon, nút này để chữ hon mà không biết chức năng nó là cái gì à, biết chức năng nó là cái gì đúng không các bạn? Thì ok, đây là chức năng hon. Hon nghĩa là chức năng giữ giá trị các bạn. Khi chúng ta bấm cái nút này á thì giá trị nó sẽ giữ trên màn hình, nó không có mất đi cái giá trị đó. Mình sẽ bắt đầu mình mở lên mình đo thử cho các bạn xem. Ví dụ bây giờ số gì không phải gì nè, giờ lúc mình mới nhận dặn qua không phải chính ta bấm hòn nó sẽ đứng hình luôn. Khi mà bấm hòn đó thì cái màn hình sẽ hiện chữ H ở đây đứng hình luôn, thấy không? Bấm lại cái thì nó sẽ về số 0 lại đó, đó là chức năng hòn ha. Về chức năng mà thấy là đây có ký hiệu rất là khó nhìn, đây là ô, đây là ôm bạc ôm ha, đây là ký hiệu ôm của điện điện trở. Đo điện trở thì chúng ta dặn về cái thang này, đây đây thấy không, đo điện trở dặn về cái thang này đó, thang này đó, ngay trong trong vòng cái khúc này dùng để đo điện trở ha. Đây có cái hiệu ôm đó. Rồi ví dụ đây là ký hiệu V mà có gạch gạch danh nè, thì nó, một cái một là nó sẽ để như vậy, hai nó sẽ ghi là VDC, một thì sẽ là V ba gạch với một gạch ở trên, hai sẽ là địa chữ VDC. Thì hai ký hiệu này nó cùng có một chức, mà có một chức năng là đo vôn một chiều các bạn, điện áp một chiều á. Đây V ba gạch này thấy không, hoặc là những đồng hồ khác nó để chữ VDC thì cũng tương tự thôi, cũng là đo một chiều, là đo pin acquy là một chiều đó. Rồi V có dấu ngã, V có dấu ngã trên đầu hoặc là VAC, hai cái ký hiệu này đều là chức năng đo vôn xoay chiều, là đo điện 220 của mình là vôn xoay chiều đó. Rồi ok, đây đây là chữ V dấu ngã đó, đó đây V dấu ngã đây, trong khúc màu vàng này là đo vôn xoay chiều. Rồi đây đây là A mà có bài gạch nè, hoặc là ADC, một trong hai ký hiệu này thì là để đo ampe một một chiều à. Bạn nào cần cứ chụp hình lại ha. A mà A ba gạch này nè là ampe một chiều, đây A ba gạch đây, ampe một chiều đi ha, đó một chiều trong khúc này. Rồi A ngã, A thì mà có dấu ngã trên đầu nè, A mà có dấu ngã trên đầu là ampe xoay chiều ha, A có dấu ngã trên đầu đây là ampe xoay chiều, đây ai có dấu ngã đây ampe xoay chiều à. Rồi tiếp tục là chữ F ha, chữ F hoặc là UF hoặc là MF, nói chung có chữ F, có chữ F ở đây là đo tụ ha, đo tụ đây chứ nên đo tụ chữ F đây ha, đây là UF nè hoặc là NF hoặc là gì đó thì là đo tụ ha, đây đo tụ. Rồi đây là chữ HFE, HFE thì đều dùng để đo chân store các bạn, đo chân store thì ít người dùng chứ cái này lắm, đây các E nè, thì đo chân store bạn cắm chân store vào đây chỉnh vào đây, anh chỉnh về thang này xong rồi bạn cắm chân store vào đây là được ha. Rồi rồi cái thang này, thang này nhiều dùng nè, thang đo thông mạch ha. Rồi, có hình cái chuông nè, ba gạch gạch có mấy gạch nè bạn, hình giống như cái chuông vậy đó, với cái con này là con diode ha, là đo thông mạch và đo diode thì dùng thang này. Đây 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 có chuông thấy không, mình đang chỉnh thang qua chuông luôn nè, đây ha, đây đo thông mạch ha. Rồi tiếp tục nữa thì đây có chữ này, những cái hiệu này nè, chữ phao này ha, đây chữ phao nè, FUSED nè là cầu chì các bạn ha, là cầu chì ha, là cầu chì đây đó nè, cầu chì nè, đây là không có cầu chì nè, in UN phao là không có cầu chì này ha, còn này là có cầu chì đó, mình ghi luôn. Đây là chữ mát, mát ai biết là tối tối đa các bạn, mát là tối tối đa, ví dụ như là mát được 1000V DC nè, 750V AC nè, mát này là 20A nè đó, mát đó ha. Rồi ví dụ những cái đồng hồ cao cấp hơn có đo đo độ C nhiệt độ thì có những này hai cái hiệu này là độ C nhiệt độ à. Cái hiệu này là độ F thì cũng giống như độ C thôi nhưng mà nó nhỏ hơn. Cái hiệu độ F này ít người dùng ha, thật ra để đo nhiệt độ các bạn dùng độ C thôi không dùng độ F. Đây cái hiệu Hz là tần số ha, Hz là tần số. Rồi
Nói chung là bạn nào cần thì chụp hình lại cái bản hướng dẫn này của mình thì cũng khá là chi tiết rồi đó. Thì gặp những trường hợp nào chúng ta xét cho nó hợp lý với trường hợp đó thôi. Thì video sau sẽ hướng dẫn các bạn cách ta sử dụng để đo những chức năng nó như thế nào, và dùng mỗi chức năng có một mẹo riêng ha, mỗi chức năng có một mẹo riêng. Đồng thời mình cũng có bán những loại đồng hồ vạn năng rất là nhiều loại điện thoại trên đây để mà mua hàng của mình ha. Thì bạn nào cần thắc mắc gì á cứ liên hệ số điện thoại Zalo của mình. Video này chủ yếu mình hướng dẫn các bạn nói nó về cái ký hiệu thôi, những ký hiệu để cho bạn biết khi trước khi xài thôi, không có gì các gói ha. Rồi video sau sẽ hướng dẫn các bạn cách đo như thế nào. Rồi chào các bạn. Bạn tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo điện trở và đo thông mạch. Thật ra hai chức năng đo thông mạch và đo điện trở là một hết các bạn ha. Thật ra là đo thông mạch và đo điện trở thì cái đo thông mạch nó là con của thằng đo điện trở ha. Vì khi mà cái điện trở nó thấp thì nó sẽ nhận dạng đó là thông mạch. Mình sẽ cho các bạn xem. Ví dụ về chức năng đo thông mạch trước ha. Thì chức năng đo thông mạch ta chỉnh qua thang này có chuông, có hình cái chuông này với hình diode nè. Thì đối với những đồng hồ có chức năng đo thông mạch á thì chúng ta chỉnh qua đây. Còn đối với những đồng hồ mà không có chức năng đo thông mạch á thì chúng ta vẫn có thể đo được thông mạch được bằng cách chỉnh qua thang ôm ta đo vẫn được ha. Chỉnh qua thang ôm đo thông mạch vẫn được bình thường, không có vấn đề gì ha. Mà có cái là đèn thang đo thông mạch này nè là nó có chuông thôi, nó hơn cái là có chuông với cái đèn báo thôi. Hoặc là cái hiển thị thì nó cũng vẫn nhận diện được bằng thang đo. Ví dụ chúng ta có một cọng dây như thế này, chúng ta không biết là nó đứt hay chưa, còn dùng được hay không, chúng ta phải làm như thế nào đây? Chúng ta phải sử dụng đồng hồ vạn năng. Đầu tiên ha, ta sẽ cắm que đo vào để ta đo các bạn. Que đen, đây là que đen, ta sẽ cắm vào chân cơm ha, đây chỉ có chữ cơm nè, ở dưới đây. Đây là que đỏ, đây nó sẽ cắm vào chữ V ôm, đây có chữ V ôm như đây để đo thông mạch và đo ôm, cũng như đo vòi cũng là thắt cái lỗ luôn. Rồi ví dụ chúng ta muốn kiểm tra cái cọng dây này còn đứt hay là còn nguyên, ta sẽ đưa hai đầu dây vào hai cái que. Bạn thấy là đồng hồ kêu và nó sáng đèn đó, như vậy có nghĩa là dây này vẫn còn dùng được ha. Kêu và sáng đèn chứng tỏ là dây này vẫn còn dùng được ha. Và cụ thể hơn, điện trở của dây này là 3 ohm, 6 ohm, 9 ohm gì đó, 3 ohm nè ha. Cụ thể hơn là điện trở dây này khoảng 3 ohm. Còn đối với cọng dây này thì sao? Đây, cũng là một cọng dây khác ha. Cọng dây khác mình đo thử ha. Đưa hai que vào. Rồi. Bạn thấy nè, đó, nó không lên. Không có hiện tượng gì xảy ra, chứng tỏ dây này đã đứt rồi. Ha, dây này đứt rồi, bên trong nó bị đứt rồi, nó hư rồi, không dùng được, bỏ thôi. Đó. Mình nói rồi, vẫn có dùng chức năng đo ôm để đo thông mạch được. Bạn đều giờ mình chuyển sang đo ôm ha. Đây. Chuyển sang thang đo ôm. Rồi, chúng ta thử đo cái cọng dây này coi. Nó lên không? Không lên ha. Không lên gì hết, đây là gặp hai ba đo là không lên ha. Không lên thì chứng tỏ dây này đứt rồi. Không lên là bị đứt. Rồi cái này. Dây này nãy còn nguyên nè. À, lên ha, lên ôm bình thường. Lên là vẫn còn nguyên. Nếu lên ôm là vẫn còn nguyên. Đó, đó là tại sao mình nói là đo ôm vẫn thay thế cho đo thông mạch được là ở chỗ đó đó. Nếu các bạn đưa hai đầu que nè vô cái hàng cuộn dây đó, nếu mà nó lên thì chứng tỏ là cuộn dây đó vẫn ok. Nếu nó không lên thì chứng tỏ cuộn dây đó nó hư. Đó là thay thế cho chức năng đo thông mạch. Còn về đo ôm thì sao? À, về hướng dẫn đo ôm thì các bạn muốn đo con điện trở chẳng hạn, con này. Đầu tiên các bạn phải biết đọc điện trở trước đã, và video đọc điện trở bạn coi trên đây. Có hiện lên đây nè ha, video đọc điện trở. Còn đây điện trở này là 39 kg ha. Thì để đo được điện trở 39 kg thì mình phải làm sao? Đầu tiên mình phải biết điện trở là bao nhiêu ký trước ha, là đây là cụ thể đây là 39 ký. Chúng ta phải chỉnh về cái thang mà lớn hơn 39 ký. Đây là 200 ohm nè, 2 ký nè, 20 ký nè, 200 ký nè, ok 2 ký được nè. Mình chỉnh qua 200 ký. Đó, thang 200 ký ha, đây, 200. Ta đưa hai que đo vào con điện trở và muốn cho nó chuẩn xác hơn chúng ta không chạm tay vào điện trở. Đây. Mình để lại cho nó dính lại. Đây. Lên 38,6 các bạn. Đây, lên 38,6 này là ok ổn. Còn nếu chúng ta không chỉnh về thang lớn hơn thì sao? Dù mình để thang ha. Thang 2 kg thôi mà mình đo con điện trở 39 kg thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ok, thử luôn. Đây. Không lên các bạn, nó không lên ha. Nó không lên các bạn. Đây, không lên ha. Nó không lên. Nếu chúng ta để thang mà nhỏ hơn so với điện trở thì nó sẽ không lên. Để thang lớn hơn nó mới lên nha. Đây 20 cũng không lên nè. Thang 200 thì nó sẽ lên. Để thang lớn hơn nữa, 20
thì nó sẽ là 0,39 đó, thì sai số sẽ cao hơn. Để lên nữa thì nó vẫn ra 0,04. Rồi, nói chung là bạn nên để cái thang lớn hơn so với nó một bậc thôi ha, đừng để thang lớn hơn quá. Về những con điện trở trong những cái linh kiện trong mập như này, chúng ta thì cứ đưa vào đo và chúng ta đo thôi, hoặc là muốn kỹ hơn nữa chúng ta nên tháo ra chúng ta mới đo, vì có thể trong mạch này thấy mắt nó có thể mắc song song hoặc nối tiếp với những con điện trở khác ha, thì khi đó chúng ta đo sẽ không còn đúng nữa. Để mà chính xác đó, chúng ta nên tháo con điện trở ra ngoài để ta đo ha. Trong trường hợp mà lỡ trường hợp mà nó đang mắc song song hoặc nối tiếp với một con điện trở nào khác thì nó sẽ ra cho một cái kết quả khác không đúng như kết quả mình mong muốn. Đó là chức năng. Còn về một cái mẹo nữa ha, để chúng ta bóng đèn sống hay chết á, cũng dùng thang đo điện trở đo được luôn nha. Đây, các bạn để thang đo điện trở. Hiện tại bóng đèn này còn sống nha. Đây, mình sẽ đưa hai đầu que vào hai đầu của bóng đèn. Đây, điện trở lên điện trở ha, để chỉnh về thang nhỏ nhất. Thang 200 thôi ha, thang 200 ohm thôi. Đây, khi chập que giò thì điện trở nó lên 60 ohm nè. Đó, lên bao nhiêu đây nè, là ok, ổn các bạn, là bóng đèn của bạn vẫn còn nguyên, vẫn còn dùng được ha, vẫn còn dùng được. Nếu mà bạn đo vào nó không lên gì á thì một là dây của bạn có vấn đề, hai là bóng đèn của bạn có vấn đề. Nếu ta đo nó không lên rồi á, để chắc ăn hơn nữa, để chắc cú luôn á, ta tháo bóng đèn ra. Tháo ra như này, ta đưa một que vô đây, que vào cái vỏ ha, một que vào cái vỏ, một que vào cái đầu vô đây, thấy nó lên ha, nó lên nè. Do nó nhảy là gì, do mình không có để cho chắc chắn đó, nó mới nhảy đó. Đó, nói chung là nó có lên là được ha, nó lên này là vẫn còn nguyên đây, 64 nè. Đó, ok chưa? Đó, rồi đó là cách kiểm tra bóng đèn, cái mẹo này rất là hay. Cách thứ hai để mà kiểm tra cái công tắc các bạn, kiểm tra mà công tắc mà còn sống hay đã chết á, thì ta dùng như sao? Ta cũng đưa cũng chỉnh thang đo ôm luôn, ta đưa hai que này vào hai đầu công tắc đây. Hiện tại đang mở cái độ on này ha, hiện tại đang bật cái độ on nè, nên điện chạy lên đồng hồ lên, nó lên số ha. Hiện tại là chế độ on nên đồng hồ lên số, mình bấm qua chế độ off nè, off là tắt thì đồng hồ sẽ không lên gì cả. Bấm qua on lại nó sẽ lên lại đó, bấm off thì nó sẽ không lên gì cả, thì là ok các bạn. Đồng hồ này cái này là cái tốt, có nghĩa là chúng ta bật on á thì dòng điện sẽ cho qua ha, và nó sẽ lên điện trở. Khi chúng ta bật off á thì không cho dòng điện qua, tất nhiên nó sẽ không lên một cái gì cả. Rồi, hiện tại đó là cách đo thông mạch và đo điện trở. Nói chung là muốn đo cái thang đo điện thông mạch này nè, bạn không cần phải cần thiết lắm đâu, vì những đồng hồ bây giờ là đồng hồ nào á cũng đã có thang đo điện trở rồi, mà thang đo điện trở có thể thay thế được thang đo thông mạch. Bởi vì vậy những đồng hồ mà không có thang đo thông mạch chúng ta vẫn dùng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Như đồng hồ kim nè, không có thang đo thông mạch chúng ta vẫn dùng bình thường, không có gì quá là gắt gói cả. Nói chung là nó cứ lên ôm thì đó là thông mạch, nếu nó không lên ôm thì đó là không thông mạch. Rồi, video mình đã kết thúc. Bạn nào có thắc mắc gì hoặc là có ý kiến gì hãy comment bên dưới cho mình giải đáp, và cũng như mình rút kinh nghiệm những video sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đón xem tập sau ha. Rồi, mình hướng dẫn các bạn đo thông mạch và đo điện trở. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo volt một chiều và volt xoay chiều, là hai chức năng thường dùng của đồng hồ vạn năng. Đây là volt một chiều và đây là volt xoay chiều đây ha. Volt xoay chiều phải là volt hai chiều nha, nhiều nói nhầm á, volt xoay chiều nha. Xoay chứ phải là hai, khác nhau. Rồi, ok, để mà đo được volt một chiều á, chúng ta phải chỉnh về thang V ba gạch. Đây, ví dụ chúng ta muốn đo viên pin này là pin 1,2 V, chúng ta phải chỉnh về thang lớn hơn 1,2 V ha, phải chỉnh về thang lớn hơn nó, thì đây là thang 2 V là thang lớn hơn đó, thang 2 V là thang lớn hơn cái thang 1,2 V. Chúng ta đưa hai đầu que vào ta đo. Thật ra thì đo một chiều và đo xoay chiều cũng tương đương nhau thôi. Còn về có cái là đo một chiều phải có cực, đo xoay chiều là không cần cực. Đây, ra là 1,3 V. Đây mình đang đo ngược ha, que đen mà để trên đầu ở đầu dương nè, que đó là để đầu âm nè, thì nó sẽ ra ngược, nó ra cái dấu trừ các bạn, trừ 1,3 ha. Đo đúng lại nè, đo đúng cực lại ha, nó ra là 1,3 luôn ha. Thì nói chung là khi chúng ta đo sai á, nó chỉ là thêm dấu trừ thôi, chứ không có gì vấn đề gì to tát, nên ta cứ đo sai bình thường không có gì hết. Ví dụ đây, nguyên xe pin laptop chẳng hạn ha, đây pin này hình như còn khoảng 3-4 V gì đó, mình đo thử ha, dương vào dương nè, âm vào âm nè, đó. Thì hiện tại thì không đo được, bởi vì sao? Vì là thang này chỉ có 2 V nè, thang này đo được tối đa có 2 V nè, trước khi pin này là khoảng 3-4 V, pin này khoảng 3-4 V thì chúng ta không đo được, chỉnh thang lớn hơn đó, này chỉnh qua thang 20 V, ta mở ra, rồi mới gắn vào lại mới được ha, rồi, mở ra ta xoay lại.
Rồi, ok. Nó để đó chỉ bài không rồi nè, ta phải gắn vào lại nè, gắn vào cái đo vô lại nè. Đây 3,9 volt ha, 3,9 volt là khoảng 4 volt ha, đó. Phải chỉnh qua thang lớn hơn ha, nãy thang 2 volt đo đâu được, chỉnh qua thang 20 đo mới được. Đó. Đó là cách chúng ta đo pin, như đo ắc quy cũng tương tự ha, đo ắc quy cũng đưa vào đo thôi. Được cái gần đưa hai cái này vào hai cực đó để đo thôi, rất là đơn giản. À, đó là những vậy thang chức năng đo volt một chiều. Còn về chức năng đo volt xoay chiều á, thì ta phải làm như thế nào? Thì mình khuyến cáo các bạn luôn, thì đo volt xoay chiều á, chúng ta nên để thang lớn nhất ha, 750 đi ha. Rồi ok, mình sẽ đo cho bạn xem. Rồi ok các bạn, đây là thang 750V xoay chiều. Thang có chữ V ngã này ha, V ngã là xoay chiều đó. Rồi chúng ta sẽ thì khắc V này nè, điện thế cao ha, 2V là điện thế cao. Thì ok ha, mình sẽ đưa hai cái đo vào cái đo. Ta nên giữ an toàn ha. Thì khá nguy hiểm, chúng ta giữ an toàn. Đây không lên gì hết, lên hơi bị kỳ đúng không? Tại sao lại lên như vậy? Tại vì mình không giữ được cái que này nè. Nó dính vào cái ổ điện nên nó sẽ lên cách gọi là nhảy lung tung. Để lại. Đây 220, 216, 18 ha, rồi ok ha. Nói chung á, cái thang đo này thì nó sẽ nhảy hơi bị lung tung một xíu. Về một thứ nhất là vì que đo chúng ta không tiếp xúc ổn định với cái ổ ghim. Hai nữa là vì cái von xoay chiều này nó luôn thay đổi theo thời gian, các bạn không có đứng im được. Một khoảng 210 mấy là ok. Thì ví dụ đây là cái cục sạc laptop mình, ví dụ ha. Đây cục sạc laptop. Đây là cục sạc laptop của mình nè, thì nó sẽ ra điện thế á, thì khoảng là 19,5V ở đây. Đây ra điện thế nè. Đây, điện vào nó là 240, phải từ 100 tới 240. Điện ra nó là khoảng 19,5V đi ha. Rồi, mình nếu muốn ta muốn kiểm tra cục sạc này á, còn xài được hay không, chúng ta làm sao? Chúng ta dùng chức năng đo volt ha. Dùng chức năng đo volt, đây cái mẹo. Để đo được cái kiểm tra được cái cục này sống hay chết ha. Chúng ta dùng cái thang đo volt một chiều các bạn. Thì hiện tại đây là nó ra khoảng 19,5V á, thì mình sẽ chỉnh qua cái thang 200V đi. Chỉnh qua thang 200V. Tại vì hai miếng chỉnh 20V thì nó sát quá rồi, mình chỉnh qua 200 thôi cho nó rộng ha. Rồi. Chúng ta sẽ cắm cái ổ ghim này vào và trong cái ổ ghim. Rồi. Đây là cái đầu ra của nó nè. Để biết được cái đầu ra này có điện hay không á, là còn dùng được hay không á. Ta sẽ dùng làm như sao, ta đo cái đầu ra. Thì thật ra bên trong nó, bên trong á nó sẽ có một cái jack bên trong và bên ngoài nó là cái jack âm. Đây, để đối với cái chuôi này nè. Thì bên trong nó là dương, đi thọc bên trong là dương ha, và bên ngoài là âm. Đây mình cầm cho nó sao cầm đây ta. Đây, dương như vậy ha. Như vậy, đây. Và như vậy vô. Đây ra 19V ha. Đúng luôn. Thì 7V ha. Rồi ok, vậy là cái này đo được, cái này vẫn còn dùng được, cục sạc này vẫn còn xài được ha. Rồi, đó là một cái mẹo chúng ta đo kiểm tra những cái bộ nguồn ha. Rồi, video mình cái này kết thúc. Bạn nào còn thắc mắc gì hoặc là chúng ta muốn đo cái gì nữa, chúng ta cứ comment ở dưới đây. Mình sẽ giải đáp cũng như là rút kinh nghiệm những video sau. Chào các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay video này á, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ta đo tụ ha. Bài trước là đo volt này, bài này ta đo tụ. Thì ví dụ mình có con tụ trên tay. Đây là tụ hóa có phân biệt cực. Tụ này cái giá trị là 33 UF. Đây đường nét ha. Đây 33 UF ha. Rồi. Thì đối với tụ thì có loại tụ hóa, có loại tụ gốm. Thì đối với những loại tụ và có phân cực á, thì chúng ta đo đúng cực. Còn những loại mà không có phân cực á, chúng ta cứ đo thoải mái ha, giống như điện một chiều, điện xoay chiều vậy các bạn. Thì đầu tiên á, để đo được tụ á, thì chúng ta phải chỉnh nó về thang đo tụ. Đây mình để mình làm dấu cái mũi tên. Rồi. Đây. Chúng ta có thang tụ thang F phải không? Thang F nè. Thì tụ mình nãy là tụ 3, tụ 33 nên mình phải dùng thang lớn hơn 33. Thì hiện tại chỉ có thang 200 này lớn hơn 33 thôi. Tất cả thang còn lại là nhỏ hơn ha. NF là 0,2 UF á. Không, đây là 0,2 UF nè. Nói chung là thang 200 là lớn nhất ha. Thì nên mình phải đo bằng thang 200. Tại vì thang 20 thì không đủ. Đó. Thì về cách đo chúng ta chuyển qua đo qua đây ha. Từ bình thường á, các bạn thường hay bình thường để qua đây đúng không? Thì giờ chúng ta chuyển qua bên đây. Chỉ qua bỏ bên lỗ bên đây ha. Chỉ có chữ CX nè. Lỗ nào có chữ CX á, bạn chỉnh qua lỗ đó có chữ C á, đó qua đây, đó. Rồi chỉnh thang 200 ha, chỉnh, nhớ là phải chỉnh lớn hơn cái tụ của các bạn nha, tụ dụ tụ các bạn tụ 10 đi, thì bạn chỉnh thang 20 được rồi, ha, tụ bạn là tụ 100 đi, bạn chỉnh thang 200, nói chung thì đồng hồ này đo được tối đa là thang là 200 ha, lớn hơn là đo không được ha, rồi đây là hai que của đồng hồ, đây là hai que của tụ, hai chân tụ. Thì mình đưa chân âm vào chân âm, chân dương vào chân dương, như đo pin như các bạn, như đo pin như đó ha.
Đấy lên liền. Lên 35 ha, 34 35 gì ok các bạn. Tụ 33 lên cỡ 35 vậy là ổn rồi ha. Vậy là ổn rồi ha. Còn những tụ nào mà lên lên mà sai số lớn hơn nữa thì đó là do sai số của đôi đồng hồ ha. Chứ tụ ít khi nào sai số đó các bạn. Tụ với điện trở là ít khi nào sai sai số lắm. Một là hư, hai là còn sống thôi chứ không ít khi nào sai số. Đây. Đó. Còn đó, đây là tụ, đây là cách đo mà đối với đồng hồ có que. Còn đối với những đồng hồ mà có hai cái lỗ ở đây nè, mình sẽ cho bạn coi video đồng hồ đó. Bạn sẽ giúp mình lấy cái tụ ở chân sẽ còn dài ha. Chân còn dài để đủ để ta đưa vào cái phần đây. Phần này. À, hoặc là các bạn nói chân hay là mình không biết để đủ dài và đủ nhỏ để đưa vào cái phần này mới đo được ha. Thì như thế này. Đây mình sẽ đo thử mình xem đây con tụ 105, 101, 105. Chỉnh điện nó 220 thôi. Đo mình xem đây, rồi. Đây. Để đo thử mình xem ha. Đây người thấy ha, đây. Lên 1,0 mấy. Đúng không? Rồi là bạn thấy đó, đồng hồ mà có hai cái lỗ ở đây nè, thì chúng ta đo theo cách mình hướng dẫn ha. Và đưa hai chân tụ vô hai cái lỗ đó. Đó. Thì chung là cách đo tụ cũng khá đơn giản như ta đo pin thôi, không có gì quá gắt gối. Đầu tiên chúng ta nên chỉnh về thang lớn hơn ha. Sau đó chúng ta đổi cái que đo qua bên đây. Đó, xong rồi đưa vô đo thôi. Đo đúng cực, đối với tụ có cực thì đo đúng cực. Tụ nào mà không có cực chúng ta đo thoải mái, như là tụ quạt là không có cực. Tụ 104 không có cực. Đó, chúng ta đo thoải mái. Rồi, video này cái đây kết thúc. Bạn này cũng khá là đơn giản. Bạn nào thắc mắc gì thì comment ở dưới. Rồi chào các bạn. Đối với như là đồng hồ này thì ampe tối đa nó là 20 ampe. Còn những loại đồng hồ khác thì ampe tối đa hay là 10 ampe hoặc 5 ampe hoặc là cao hơn, tùy vào loại đồng hồ thôi. Bạn coi vào cái thang của nó là biết. Thì cái thang này rất là nguy hiểm ha. Nếu chúng ta đo sai cái thang này thì đồng hồ khả năng nó cháy đó. Vì vậy chúng ta nên coi kỹ càng cái video này ha. Không có bỏ qua những cái bước gì hết cả. Đây. Mình sẽ cho bạn biết một số sai lầm khi chúng ta đo ampe. Sai lầm thứ nhất, một sai lầm thứ nhất nha, là chúng ta chỉnh qua đo ampe rồi nè, chỉnh qua ampe ta đo mà cái que đỏ này nè chúng ta không để qua bên đây, không có để qua bên đây, hoặc là không để qua bên đây, chúng ta để qua thang bình thường, để bình thường như vậy. Chúng ta chỉnh qua đo ampe rồi nhưng mà chúng ta vẫn để bình thường như vậy, để vẫn để cái que bình thường, không chuyển que này, không chuyển cái này qua bên đây thì sẽ không đo được ha, sẽ không đo được. Rồi sai lầm thứ hai là chúng ta dụ đây là thang 20 ampe phải không, thì chúng ta phải để qua ổ 20 ampe, hoặc là chúng ta muốn đo nhỏ hơn 20 ampe là 200 ma, 20 ma hoặc là 2 ma thì chúng ta phải để ở thang này đó. Nó có xíu thôi bị gắt gói ha. Đây là ví dụ nè, các bạn muốn đo 200 ma, 20 ma hoặc là 2 ma, những cái thang này thì chúng ta để que đo vô đây, que đo vô chữ ma, que đỏ vô chữ ma. Nếu các bạn muốn đo thang 20a này, chúng ta phải để qua bên đây 20a đó, thấy chưa. Rồi thì ampe một chiều và ampe sẽ chiều đều là như vậy hết. Cái sai lầm này rất là nghiêm trọng, là sai lầm thứ ba rất là nghiêm trọng. À, chúng ta cắm vào như vậy ha, cắm vào như vậy, chúng ta để ha a xoay chiều, chúng ta muốn đo thử cái ổ điện sao, chúng ta chọt này vô cái ổ điện, chọt vô ổ điện 220 á, thì 100% các bạn lôi đồng hồ bạn nổ bùm ha, nổ cái bùm liền ha. Để ampe mà chọt vô ổ điện 220 á là nổ cái bùm liền, khỏi nói nhiều các bạn. Vì vậy chúng ta phải coi video này kỹ ha. Ví dụ bây giờ mình để qua ma đi, vì mình đang định đo cái gì. Hiện tại là mình đang định đo cái dòng điện đi qua cái bóng led này. Đây, dòng điện đi qua bóng led này thì chúng ta đo như sau. Chân đỏ, như là mắt nhìn mắt công tắc gì các bạn, công tắc các bạn biết không? Đây, đầu tiên mắt chân đỏ của cái que, rồi chân đỏ của pin. Đây. Chân đỏ của pin nè. Qua chân đỏ của led. À, chân đỏ của pin qua chân đỏ của led. Chân đen của pin qua chân đen của đồng hồ. Hiện tại mình đang đo ampe một chiều ngay, tại vì nó có pin nè, pin là một chiều, ampe một chiều thì mình chỉnh qua bên đây. Mình biết rằng cái bóng led này nó chỉ ăn khoảng vài trăm mA là cùng.
Vì vậy mình chỉnh qua thang 200 mA một chiều mình đo. Rồi mình đưa quay cầu đỏ vào vô quay đỏ. Ok, led sáng và nó không có hiện ra gì hết. Rồi ok, vậy là cái này ăn hơn 200 mA rồi. Mình phải chỉnh ampe này qua bên đây. Qua lỗ 20 A này. Rồi chỉnh qua thang 20 A. Tại vì nãy mình thấy để thang 200 mA thì nó full rồi, nó không ra kết quả. Ok, nên nó ăn 240 là 220 ha. Đây nó khoảng ăn khoảng 240 220 á. Thì ok. Nó như vậy. À, đo hay đo như vậy đó. Nhưng mà nói chung bạn nào không rành về đồng hồ không nên đo chức năng này làm gì. Chức năng ampe này là đo ampe đi qua cái bãi chứ không phải đo ampe của cái nguồn này, nhiều người nghĩ sai lầm các bạn. Ví dụ cái nguồn này bao nhiêu ampe, cái nguồn này bao nhiêu ampe thì không đo được như vậy đâu, không đo trực tiếp được. Chúng ta phải đo qua một cái bãi xả ra để đo. Thì để mà biết được cái nguồn bao nhiêu ampe, bạn xem video trên đây của mình có video trên đây là hướng dẫn cách tính ampe đo bằng ắc quy nè. À, thì ta coi video đó thì nói tóm lại là chúng ta không thể đo trực tiếp. Ví dụ như vậy ha, quay đen vô đen đó, đen vô đen, ví dụ ha, đen vô đen rồi quay đỏ vô chân đỏ là không được nha, không được. Nếu nguồn của bạn các bạn mạnh á là nổ đồng hồ ngay, không đo được như vậy. Phải đo nối tiếp giống như mắt công tắc vậy các bạn ha, như mắt công tắc vậy đó, công tắc chắc nhiều bạn biết, mắt công tắc vậy đó, đo nối tiếp y chang vậy đó. Thì ta sẽ đo được cái nguồn của cái tải đó ăn bao nhiêu. Cụ thể đó mình đo đây là cái nguồn của cái bóng đèn đó ăn bao nhiêu ampe thôi. Cái bóng đèn này ăn bao nhiêu ampe thôi chứ không đo được cái nguồn của cái này, ampe của cái nguồn này. À, sai lầm ta là tưởng là đo ampe của nguồn. Rồi, video đo ampe này cũng khá là rắc rối, khá là rắc rối. Các bạn nào muốn tham khảo hơn hoặc là muốn tìm hiểu về thang đo này á, các bạn hãy comment bên dưới bên đây thắc mắc của mình, và nếu có gì thắc mắc liên hệ số điện thoại trên đây. Ha. À, video mình đây kết thúc, bạn thấy hay like subscribe kênh giúp mình. Rồi, chào các bạn.